Chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với phố nhà thờ. Ngay phía sau quý vị đây đó là ngôi chùa Bà Đá, một cái lối vào chính của một ngôi chùa cũng khá lớn và lâu đời, có từ thế kỷ thứ 11, mà trông có một cái điều gì đó rất là lạ. Có gì biến chuyển mà ngôi chùa hiện giờ nó lại có hình dáng như này, và bên trong có còn những cái cổ vật gì nữa hay không? Xin mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta cùng khám phá một cái di tích rất là quan trọng của Hà Nội. Mời quý vị và bạn. Cái ấn tượng đầu tiên, quý vị và bạn có thể nhìn thấy hai bên là những cái câu đối bằng chữ Hán, nhưng mà ở chính giữa lại là chữ Quốc ngữ. Đó. Điều này nói lên rằng cái cổng này mới được làm, suy nghĩ rằng khoảng đầu thế kỷ thứ 20 thôi. Và hiếm có một trong những cái ngôi chùa nào mà hai bên đây thì là nhà của dân và không có cổng tam quan. Đây, phía đằng sau chúng ta thấy có chữ Hán. Vâng thưa quý vị, chùa Bà Đá hay có tên khác đó là Linh Quang Tự. Linh Quang Tự dịch theo tiếng Quốc ngữ đó là một trong những ánh sáng thiêng liêng. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta cùng đi lên khu vực chính điện. Và đến đây thì chúng ta phải bỏ giày ra. Vâng thưa quý vị, chùa Bà Đá vốn là một ngôi đền thời Lê, sau đổi thành chùa, tên chữ là Linh Quang Tự, Sùng Khánh Tự, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa thành phố. Địa chỉ của ngôi chùa này nằm ở số 3 phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Và nó cách tháp rùa chỉ hơn 100m về hướng Tây, một trong những cái địa điểm trung tâm của thành phố. Duy Hà Nội Phố xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một chút về lịch sử của ngôi chùa này. Sách Thăng Long Cổ Tích Khảo không rõ tác giả và năm soạn viết như sau: chùa xây vào triều Lý, đến binh biến thời Tây Sơn chùa bị hủy hoại. Bấy giờ quan sức cho diệt trừ cỏ dại, người trong thôn thu dọn đất đá lại, thấy pho tượng đá, dân làng bèn dựng tạm một gian chùa để thờ phụng. Vào năm Canh Tuất, triều Tự Đức thứ 3, tức năm 1850, một vị tăng tự là Giáp Vượng đến trụ trì chùa này, xây dựng và mở mang thêm cảnh chùa. Nhiều tư liệu cho biết rằng vào đời vua Lê Thánh Tông, tức năm 1460 đến năm 1497, khi tu sửa thành Thăng Long, cánh phu thợ đã đào được ở làng Báo Thiên Tự Tháp thuộc Tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương, một pho tượng phụ nữ bằng đá. Dân làng coi đó như tượng thánh mẫu nên đã lập đền thờ ngay tại nơi phát lộ và gọi là đền Bà Đá. Sau này thấy thiêng, họ bèn góp công góp của xây dựng thành chùa lớn, đón sư về trụ trì và thờ Phật. Vì vậy mới gọi là chùa Bà Đá và đặt tên chữ Linh Quang Tự, tức là chùa ánh sáng linh thiêng. Đến cuối thế kỷ thứ 19, Pháp chiếm Hà Nội rồi quy hoạch lại thành phố.
tam quan bị mất. Chùa phải mở cổng nhỏ ra phố nhà thờ. Cạnh đó là nhà thờ lớn, tổng giám mục và đại chủng viện được xây dựng trên khuôn viên đổ nát của chùa Báo Thiên xưa. Kia rất nổi tiếng với ngọn tháp từng là một trong những tứ khí của nước Đại Việt. Chùa Bà Đá ít suy xuyển, có lẽ cũng nhờ lòng từ bi của sư cụ đương thời đã từng kêu mang các cố đạo Pháp bị săn lùng sau trận quân Cờ Đen giết chết viên chỉ huy trưởng Henry Ivry ở Cầu Giấy vào ngày 19 tháng 5 năm 1883. Một trong những tấm bia trong chùa cho biết tòa chính điện, dãy nhà tổ và tăng xá ở đây đã được trùng tu năm Mậu Tuất, tức niên hiệu Thành Thái thứ 10 năm 1898. Ngày 5 tháng 1 năm 1946, Hồ Chí Minh có đến thăm chùa và dự buổi tuyên thệ đoàn kết giữa các đảng phái chính trị trước ngày bầu cử Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khóa 1. Khách thăm chùa ngày nay đi qua một cổng nhỏ xây đơn giản với các câu đối chữ Hán và tên chùa bằng chữ Quốc ngữ đắp nổi ở phía trên. Con ngõ hẹp và ngắn chỉ chục bước dẫn thẳng vào sân chùa phủ bóng bồ đề và hoàng lan tươi tốt. Trước thềm rồng của tiền đường có lư hương và đôi đèn đá đặt giữa hai tháp mộ cổ đứng sừng sững. Ngôi nhà tầng ở phía tay phải là trụ sở trường Trung cấp Phật học Hà Nội. Cuối hành lang tả hữu còn có bốn ngôi tháp mộ nữa đứng đối xứng qua trục chính và áp sát tường ngoài hậu cung tự điện. Và ngôi chùa mà chúng ta đang tham quan đây thì được tu sửa cũng rất là nhiều lần, trải qua hàng trăm năm. Và chúng ta cùng tìm hiểu về ngôi chùa này, về lịch sử xây dựng. Chùa Bà Đá đã trải qua mấy trăm năm và nhiều lần sửa nên hiện nay chỉ còn giữ được một số cổ vật. Pho tượng Phát Lâm, tức là tượng có nụ cười yêu đời, từng được coi là một trong những tứ khí của Hà Nội đã bị mất trộm từ lâu. Rất may rằng vẫn còn nguyên vẹn một khánh đồng đúc năm 1842, hai chuông đồng đúc năm 1873 và 1881, tất cả đều thuộc phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Đặc biệt trong chính điện có hai bộ tượng lớn bằng gỗ mít phủ sơn rất là đẹp, tạc hình Đức Phật Thích Ca Liên Hoa với các tôn giả A-man, Ca-diếp đứng hai bên, rồi đến Phật A-di-đà tọa sen với hai Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí cũng đứng tương tự, mà các vị đầy đặn từ bi, mi hơi khép, tư thế thanh thản, thoát tục, nhập thiền, từ mái tóc, ốc bụt, vành mũ bông sen, bình nước, quyệt kinh, đến những nếp áo mềm mại và ngón tay thon thả ở vị trí khác nhau, tất cả đều toát lên kỹ thuật tinh tế thượng thừa của các nghệ nhân điêu khắc tài hoa thời xưa. Về kiến trúc của chùa, mặt chùa Bà Đá nhìn về hướng bắc qua một con ngõ hẹp áp tường nhà dân, bởi vì mảnh đất ở hai bên đã bị mất từ khi người Pháp xây phố nhà thờ vào cuối thế kỷ thứ 19. Khuôn viên vào chùa cũng bị thu hẹp và không còn cổ thụ. Sau đợt trùng tu vào năm 2011 đến năm 2013, chùa đã định hình với mặt bằng xây dựng kiểu nội công ngoại quốc và vẫn giữ phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Chùa có quy mô khá lớn với 5 gian tiền đường và 4 gian tượng điện thờ Phật, cùng với 5 gian nhà thờ tổ, thờ mẫu ở phía sau. Sau khi chùa được dựng lại thì các gian đều rộng hơn xưa, các tháp mộ cũng sửa sang như mới, nhưng khu vực sân, vườn vốn không còn nhiều sau khi xây trường Phật học và trụ sở thành hội Phật giáo này lại càng hẹp do có thêm hai nhà tả hữu khác. Đợt trùng tu này đã mở rộng và tôn cao nền các tòa nhà, số cột gỗ lim cũng tăng lên nhiều. Tiền đường thông hoàn toàn với thiêu hương, tạo thành một Phật đường lớn để giảng kinh và hành lễ, mặc dù thượng điện vẫn kết nối với hậu cung theo kiểu truyền thống. Ở bên ngoài, hai dãy hành lang kéo xuống giáp tòa hậu đường, thờ tổ và thờ mẫu làm nên một cái khối kiến trúc tổng thể khá là vuông vắn.
Vâng, thưa quý vị, hiện tại Duy đang ngồi bên cạnh anh Trung. Anh là người dân sống ở gần chùa. Bây giờ là anh về, các cụ cho anh về là bảo vệ chùa đây. Dạ, dạ. Cho chùa là của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội quản lý. Chùa này thì sư thì có ở đây thì dạ. Như tháng này là tháng của Hòa Thượng dạ. Thích Thanh Quang. Mình dạ. Như anh thân ở trong chùa lâu năm thì các cụ quý thì anh hay gọi các cụ là những người khác thì hay gọi Hòa Thượng, nhưng mà dạ. Các cụ quý anh người nhà thì anh hay gọi Bạch Cụ chẳng hạn. À, dạ. Đấy dạ. Các cụ quý là anh hay gọi Bạch Cụ, các dạ. Cụ. Còn chùa này thì có từ rất lâu đời rồi dạ. Còn chùa này là thuộc quản lý của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội, quản lý của ngôi chùa này dạ. Nên mỗi một tháng trực ở đây là từ 15 tháng trước đến 15 tháng sau là một tháng, thì là Thành hội phân công ra cho cụ nào đấy, hoặc là các cụ hoặc thầy trực, thì các cụ các thầy chỉ trực được một tháng thôi à, một đấy. Tháng. Còn bình thường thì bọn anh làm việc đây thì đức cho nhà chùa là làm sao đảm bảo tốt về ăn mặc an ninh trật tự dạ. Không để trộm cắp rồi không để cháy nổ dạ. Trong chùa dạ. Cái quan trọng nhất của các cụ là vậy dạ. Ngôi chùa này cũng rất là cổ kính mà được di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật của chùa Bà Đá mình dạ, vâng. Đấy là của sở văn hóa cục văn hóa bộ văn hóa thể thao du lịch dạ, vâng. Cấp biển này dạ. Đi chùa lễ thì thường dạ. Thường là chùa là Phật dạ. Phật là Phật từ bi dạ. Nên mọi người đi lễ chùa thường thường là cầu cho mình cái bình an, cái mạnh khỏe dạ. Đấy còn trả được cái Phật thì bình an rồi thì mạnh khỏe là mình đã mạnh khỏe thì mình làm được tất cả mọi thứ đấy, công việc dạ. Chùa. Để còn đây là văn phòng thành hội dạ. Có cái việc thì các cụ một tháng, ví dụ một tháng họp một lần dạ. Đấy, hoặc có việc thì hoặc ngày Phật đản hoặc nhất dạ. Ngày lễ, ngày Tết thì các cụ tiếp khách dạ. Hoặc các đoàn cơ quan đoàn thể đến chúc mừng Tết các thành hội dạ. Chùa mở cửa từ 6 giờ sáng dạ. Đến 6 giờ tối thì đóng cửa dạ. Đóng cửa chùa dạ. Trước khi đóng cửa chùa thì bọn anh là người chịu nhiệm dạ. Là phải vào kiểm tra toàn bộ khuôn viên chùa dạ. Đèn nến dạ. Đèn nến phải tắt cẩn thận dạ. Xong đi quanh chùa để xem đảm bảo về an màng an ninh trật tự. Chẳng may là có người ấy, núp đấy dạ. Vì là có năm ngoái là cũng có những trường hợp là đột nhập vào chùa rồi dạ. Mở cửa thứ là mình bây giờ mình cẩn thận cái vấn đề đấy dạ. Thì trực tiếp tay anh dạ. Một là anh, hai là một ông anh nữa cũng cùng làm trong bảo vệ, là trực tiếp phải vào kiểm tra toàn bộ khu để đảm bảo tính an ninh để trong chùa. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Chúc anh sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Anh thì khỏe rồi, các cụ cho lọc lá là khỏe rồi. Vâng, thế tuyệt vời.